Xin chào các bạn đã đến với Fest Japan Wave. Đây là một fest được tổ chức tại IVH, nơi rất quen thuộc với các concert Hà Nội. Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Phỏng vấn một số người đi fest. Chào anh tên là gì ạ? Tôi tên là Dương. Và anh nghĩ thế nào về fest này ạ? Fest này tôi thấy rất là vui. Các tiết mục biểu diễn rất là đặc sắc và mang đậm văn hóa Nhật. Tôi tuy không đi fest nhiều nhưng mà qua fest lần này là tôi thấy không thể không đi được. Anh đã đi fest bao giờ trước kia chưa ạ? Tôi đi được cũng 1-2 lần rồi. Nhưng fest này tôi thấy sôi động nhất. Vui cực. Tôi mua được cả cái mũ Luffy này. Anh thấy không? Rất sướng. Vâng, xin cảm ơn anh về những ý kiến của anh ạ. Gặp một người đi fest nữa. Xin giới thiệu anh ạ. Lại phải vấn họ. Chào anh có thể giới thiệu bản thân được không ạ? À, tôi là player cực noob, tên là Ayasevia. anh đã đi fest bao giờ chưa ạ? À, tôi cũng đi vài lần. Anh có cảm nghĩ gì về fest lần này ạ? Fest lần này thì vui. Nhiều concert và nhiều mấy player thất bại. Ok, xin cảm ơn sự đóng góp của anh. Mình sẽ nói với các bạn mục đích của cái fest này là gì. Mục đích của cái fest này là để cho những đứa nào chơi game cái game mặc váy này đến đây bấm vòng và ngồi thẩm du với cái score của mình. Vâng, xin cảm ơn anh với những ý kiến rất là sáng giá.